Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ tổ chức phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Nậm Nhùn thực hiện lồng ghép nhiều biện pháp để học sinh đi học đều có sách giáo khoa. Thực hiện tiêu chí số 17, bên cạnh sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền, người dân cũng cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan bản làng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 8 năm 2022, Chính phủ tổ chức phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp. Dự phiên họp còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Lai Châu, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Trên cơ sở báo cáo của các bộ ngành địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực ủy ban đã sơ kết về chuyển đổi số quốc gia trong 6 tháng đầu năm. Kết quả đạt được 3 chỉ tiêu là tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100% mục tiêu năm đề ra. Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán đạt 66%, vượt so với mục tiêu đề ra, và tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 11%. Đến nay, hạ tầng số được các doanh nghiệp viễn thông di động triển khai phủ sóng được 477 trong tổng số 832 thôn lõm sóng viễn thông, bàn giao cho các tỉnh hơn 457.000 máy tính trong chương trình Sóng và Máy tính cho em. Số thuê bao di động sử dụng dịch vụ Mobile Money tăng 4 lần so với tháng 1. Đã triển khai 35 nền tảng số quốc gia, đã hoàn thành phát triển, công bố và đưa vào sử dụng. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, trung bình hàng ngày có khoảng 1,9 triệu giao dịch thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Tổng giao dịch thực hiện thông qua nền tảng trong 6 tháng đầu năm nay đạt khoảng 350 triệu giao dịch, tăng hơn 25 lần so với cùng kỳ năm 2021. Thủ tướng Chính phủ quyết định ngày 10 tháng 10 là ngày chuyển đổi số quốc gia và chủ đề năm 2022 là chuyển đổi số, giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Theo đó, hoạt động hưởng ứng năm 2022 tập trung vào các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy quảng bá toàn dân sử dụng sản phẩm dịch vụ số Việt Nam, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, giúp người dân được thụ hưởng kết quả chuyển đổi số. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo số 231 kết luận phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26. Thông báo nêu rõ, thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan đã quyết liệt chỉ đạo triển khai và hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cả công việc trước mắt cũng như công việc mang tính lâu dài. Trong đó đã hoàn thành xây dựng dự thảo đề án về những nhiệm vụ, giải pháp, triển khai kết quả hội nghị COP26, chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí mê tan của ngành giao thông vận tải, kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan đến năm 2030, kế hoạch hành động của các ngành thực hiện cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP26, xây dựng và công bố báo cáo tiềm năng, năng lượng gió, sóng, ngoài khơi tại các vùng biển Việt Nam, đã tổ chức triển khai cập nhật đóng góp do quốc gia tự quyết định đến năm 2022, thành lập nhóm làm việc đàm phán về quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, công lý với một số đối tác phát triển, ra soát hoàn thiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, phù hợp với xu thế chuyển đổi năng lượng xanh, sạch. Nhiều bộ ngành đã ký kết các thỏa thuận, bản ghi nhớ hợp tác, tích cực trao đổi với nhiều tổ chức quốc tế, các định chế tài chính quốc tế để huy động nguồn lực triển khai thực hiện cam kết. Các địa phương cũng tích cực chủ động vào cuộc cùng với chính phủ và các bộ ngành, bước đầu nhận thức và tổ chức triển khai, quán triệt về các cam kết tại hội nghị COP26, nhất là đánh giá, khảo sát, chuyển đổi năng lượng, làm rõ những thế mạnh của địa phương, những nhiệm vụ phải triển khai để ứng phó với biến đổi khí hậu. Cộng đồng doanh nghiệp cũng đã hành động ngay về các dự án phát triển xe điện, điện gió ngoài khơi, sản xuất hydro xanh, sản xuất năng lượng sinh khối. Công tác truyền thông đã được tăng cường, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm,
đồng thời khuyến khích động viên, tạo động lực, truyền cảm hứng cho các thế hệ thống chính trị, các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp và người dân về ứng phó với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, sau thời gian ngắn triển khai thu phí không dừng tại các trạm thu phí trên các tuyến cao tốc, rất nhiều phương tiện không đủ điều kiện nhưng vẫn đi lên cao tốc và hệ quả là các barrier không mở để các xe được lưu thông qua trạm, khiến chủ phương tiện mệt mỏi, bức xúc, còn nhân viên lại phải căng mình xử lý các sự cố. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong quá trình triển khai, không tránh khỏi những sự cố là vẫn người dân vẫn chia sẻ, ủng hộ. Đây là nguồn động viên khích lệ rất lớn để tiếp tục hoàn thiện, khắc phục căn cơ, những vấn đề còn tồn tại để hướng tới sự hài lòng và nhận được sự sẻ chia, cảm thông của người dân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp dạy bơi, lặn và phòng chống tai nạn đuối nước năm 2022. Tham gia lớp bồi dưỡng có 88 học viên là cán bộ công chức văn hóa và thông tin, giáo viên thể dục ở các trường học, cán bộ đoàn, đội, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố thuộc huyện Phong Thổ và huyện Sìn Hồ. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trung bình mỗi năm cả nước có trên 2.000 thanh thiếu nhi tử vong do đuối nước. Riêng tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 có 88 trẻ tử vong do đuối nước. Năm 2021 có 15 trẻ. Nguyên nhân là do các em chưa biết bơi và thiếu kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước, thiếu sự quản lý giám sát của gia đình. Vì vậy, việc mở lớp bồi dưỡng phương pháp dạy bơi, lặn và phòng chống tai nạn đuối nước là hết sức cần thiết. 88 học viên tham dự lớp bồi dưỡng được học tập 7 chuyên đề về hướng dẫn triển khai một số văn bản liên quan đến công tác thể dục thể thao, giới thiệu môn bơi lặn và hướng dẫn tổ chức dạy bơi cho trẻ em phòng chống đuối nước, hướng dẫn kỹ thuật bơi, thực hành phương pháp giảng dạy kỹ thuật bơi ếch, phương pháp phòng chống đuối nước, thực hành phương pháp giảng dạy kỹ thuật bơi trườn sấp, thực hành phương pháp phòng chống đuối nước. Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng, nâng cao kỹ năng cơ bản về bơi lặn và phòng tránh rủi ro đuối nước cho học viên về công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn. Ngày 5 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023. Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Khai giảng năm học mới 2022-2023 được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 năm 2022, kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2023 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2023, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2023 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2023, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, năm học 2022-2023 sẽ tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Theo đó, với quan điểm không để học sinh thiếu sách giáo khoa khi đi học, các cơ sở trường học trên địa bàn huyện Nậm Nhùn ngay từ cuối năm học trước đã chủ động tiến hành lồng ghép nhiều biện pháp để làm sao đảm bảo sách giáo khoa cho con em khi bước vào năm học mới. Sau đây là ghi nhận chi tiết của phóng viên thời sự. Năm học 2022-2023, trường tiểu học thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn đón 380 học sinh, trong đó tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Năm học này, trường đón 70 em học sinh lớp 1, 90 em học sinh lớp 2 và 64 em học sinh lớp 3. Được tiếp nhận cơ sở mới, cùng với công tác dọn dẹp vệ sinh trường lớp, phát quang xung quanh trường học, thì nhà trường cũng đã chủ động sử dụng lại sách giáo khoa cũ đối với khối lớp 4, lớp 5. Còn đối với lớp 1, lớp 2, đặc biệt là lớp 3, ngay từ thời điểm cuối năm học trước, trường đã tiến hành tuyên truyền vận động xã hội hóa từ phụ huynh, thầy cô để đảm bảo sách giáo khoa cho các em học sinh bước vào năm học mới. Sau khi kết thúc năm học 21-22 thì nhà trường cũng tiến hành tổ chức họp phụ huynh để tuyên truyền cho các bậc phụ huynh đối với sách giáo khoa của lớp 1, 2, 3.
Lớp 3 thì thực hiện tuyên truyền là mua mới hoàn toàn. Thì phụ huynh cũng đã chủ động đăng ký đi mua và một số phụ huynh thì tự mua. Thế còn đối với lớp 1, lớp 2, lớp 4, lớp 5 thì là phụ huynh tái sử dụng sách giáo khoa cũ. Thế là một số phụ huynh thì cũng đăng ký mua sách mới cho con em. Tương tự, kế thừa những kết quả từ năm học trước, cho đến thời điểm hiện tại, trường trung học cơ sở thị trấn Nậm Nhùn cũng đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo các điều kiện tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đối với lớp 7, đặc biệt là vấn đề sách giáo khoa. Theo đó, thì cơ bản nhà trường đã hợp đồng đặt mua 64 bộ sách giáo khoa lớp 6 và 87 bộ sách giáo khoa lớp 7 với nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, đảm bảo các điều kiện học tập theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Về chuẩn bị cho năm học mới thì đối với sách giáo khoa của nhà trường, từ cuối năm ngoái đã phối hợp với trường tiểu học để tuyên truyền cho gia đình, phụ huynh trong cái việc là mua sách giáo khoa chuẩn bị cho khối lớp 6. Còn đối với lớp 7 thì nhà trường đã tiến hành là tuyên truyền đến gia đình hoặc phụ huynh và phụ huynh thống nhất cao về cái việc là mua sách. Và 100% là phụ huynh ở đây là đồng ý mua sách giáo khoa, đảm bảo cho các em học sinh năm học tới. Cận kề năm học mới, bằng nhiều cách làm, ngành giáo dục và đào tạo huyện Nậm Nhùn đang cố gắng cao nhất để tất cả các em học sinh khối lớp 1, 2, 3, 6, 7 khi bước vào năm học mới có đủ sách giáo khoa cần thiết theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo cho quá trình dạy học hiệu quả. Ngoài ra, với quan điểm dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giúp các em học sinh có sách đến lớp, nên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Nhùn cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường học lập danh sách số học sinh thuộc diện hoàn cảnh khó khăn để tìm các nguồn tài trợ và ủng hộ, thậm chí là vận động giáo viên cùng nhau góp tiền lại để mua sách cho các em. Trong những năm qua, trên địa bàn của tỉnh Lai Châu, các hoạt động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp đã góp phần đem lại hiệu quả cao cho công tác xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông, khai thác khoáng sản. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 47 đơn vị kinh doanh sử dụng, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và 63 kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp với sức chứa là 146 tấn thuốc nổ và phụ kiện nổ các loại. Với mục đích nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, đảm bảo an toàn trong thi công các công trình, không để xảy ra tai nạn, thương vong và các sự vụ đáng tiếc, Sở Công Thương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tăng cường thẩm định cấp phép hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp đối với các đơn vị dịch vụ nổ mìn, các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp được cấp phép. Tính đến hết tháng 6 năm nay, trên địa bàn huyện Nậm Nhùn có trên 57 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Tận dụng tiềm năng lợi thế từ mặt nước lớn tại các đập hồ thủy điện, huyện tập trung phát triển chủ yếu nuôi cá lồng. Tổng số lồng cá trên các vùng lòng hồ của huyện là 465 lồng. Trong đó có 259 lồng do nhà nước hỗ trợ, 206 lồng do nhân dân tự làm, tập trung chủ yếu ở thị trấn Nậm Nhùn, xã Mường Mô, xã Nậm Trà với một số loại cá như cá rô phi đơn tính, cá chấm, cá chép và cá lăng. Thưa quý vị, trong những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự chung tay đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã bản, phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Sìn Hồ đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Đến nay, huyện đã có 4 xã về đích nông thôn mới với nhiều tiêu chí đã đạt và vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên, riêng đối với tiêu chí số 17 về môi trường, việc thực hiện tại nhiều địa phương đang là vấn đề tương đối khó khăn đối với các huyện. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nội dung này. Xã Tà Ngào, huyện Sìn Hồ có 13 bản với 908 hộ dân, 5.105 nhân khẩu, đa số đồng bào là dân tộc Mông. Đến nay, việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã mới đạt 11 trên 19 tiêu chí. Đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, đặc biệt là việc phát triển chăn nuôi đàn gia súc gia cầm, phát triển và bảo vệ rừng. Việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tiêu chí còn rất yếu và khó thực hiện. Trong đó cá biệt là tiêu chí số 17 về môi trường là tiêu chí rất khó thực hiện. Đây là tiêu chí mềm phụ thuộc vào yếu tố nội lực là chủ yếu. Mặc dù chính quyền xã đã tích cực trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức, từ bỏ các hủ tục lạc hậu trong sản xuất, sinh hoạt và chăn nuôi, nhưng ở hầu hết các thôn bản, tình trạng người dân vẫn còn giữ những thói quen cũ, vẫn chăn thả rông gia súc, nuôi gia súc gia cầm gần nhà ở, gây ô nhiễm môi trường. Rất là khó khăn về cái tiêu chí số 17.
đặc biệt là cái vấn đề xử lý rác thải hiện nay trên địa bàn xã thì cái trục đường tỉnh lộ 128 cũng đi qua, tuy nhiên cái vấn đề xử lý rác thì cũng gặp không ít khó khăn, nhất là cái bãi xử lý rác thải. Đấy, vừa sáng đã tìm được một cái vị trí để gần hơn, tức là so với cái quy hoạch thì cách trung tâm xã và bản tầm khoảng gần 1 km, do vậy cho là khó khăn cho xã vừa xác định và tìm lại một cái vị trí gần hơn. Đấy, tuy nhiên là cũng liên quan về kinh phí, đặc biệt là cái kinh phí duy trì và những cái thùng chứa đựng rác cho bà con là chưa được đầu tư hỗ trợ, do vậy cho là cái vấn đề xử lý rác là còn gặp rất nhiều khó khăn. Và cái thứ hai là cái vấn đề mà nuôi nhốt gần nhà thì cái tình trạng này vẫn còn xảy ra tại một số bản, đặc biệt là các cái bản vùng sâu vùng xa. Việc thực hiện thành công các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới đã khó và công tác duy trì, phát triển còn khó khăn hơn. Đặc biệt là đối với tiêu chí số 17 về môi trường. Đây là một tiêu chí rất khó thực hiện bởi nó cần nội lực, ý thức, chuyển biến của nhân dân. Tại huyện Sìn Hồ, một trong những địa phương có nền kinh tế văn hóa còn kém phát triển, thì vấn đề thực hiện được tiêu chí này còn khó khăn gấp bội. Tại nhiều địa phương, địa bàn vùng sâu vùng xa, người dân vẫn giữ những hủ tục lạc hậu. Vấn đề giữ gìn nhà cửa sạch sẽ còn hạn chế, tập quán chăn thả rông gia súc gia cầm, nuôi nhốt dưới gầm sàn, cạnh nhà ở vẫn tồn tại. Nhiều hộ vẫn chưa chủ động xây dựng đường nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh mà phụ thuộc vào thiên nhiên là chủ yếu. Cùng với đó, các vấn đề liên quan đến thu gom và xử lý rác thải, dọn dẹp đường làng, ngõ bản cũng là thực trạng mà nhiều địa phương còn chưa thực hiện được. Cái tiêu chí về môi trường trong chăn nuôi, báo cáo ông chí là hiện nay thì bà con chăn nuôi vẫn mang tính chất thả rông, một số vẫn còn cái tình trạng thả rông tương đối lớn. Cái xử lý rác thải của bà con cũng hiện nay cũng còn rất là khó khăn. Các cái việc thu gom phân loại xử lý rác thải là cũng chưa được ở nhân dân chú trọng, cũng chưa có mỗi cái gia đình chưa có cái hố để tự đào lấp chôn lấp cái rác thải sinh hoạt. Vấn đề thực hiện duy trì và phát triển tiêu chí số 17 đang là bài toán tương đối phức tạp đối với huyện Sìn Hồ. Chính vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền vận động thì quan trọng hơn, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan làng bản, ăn ở hợp vệ sinh, từ bỏ các tập tục chăn nuôi lạc hậu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.